chào quý cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube Nhà Đất Sài Thành, kênh YouTube chuyên review bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh. Chú Hồng đang ở đường Lê Hồng Phong ha. Cái lối đi vào đây là vào phố chuyên kinh doanh hoa và ẩm thực Hồ Thị Kỷ nha cô chú anh chị. Ở đây có chợ Lê Hồng Phong. Chợ Lê Hồng Phong là chợ Campuchia đó, cô chú anh chị. Chợ ẩm thực phường 1 quận 10 và chợ hoa Hồ Thị Kỷ ha. Cái ngã ba phía trước mặt mình là ngã ba đường Vĩnh Viễn, rẽ trái là mình đi về hướng chợ Nhật Tảo ha, chợ Nguyễn Tri Phương, còn mình đi thẳng qua bên kia là ngã 7 đó, ngã 7 và mình đi thẳng qua bên kia luôn là chùa Việt Nam Quốc Tự ha. Đó, bên đây là phường 1 quận 10 thành phố Hồ Chí Minh và bên đây là phường 2 quận 10. Cái hướng di chuyển này là mình đi về ngã tư đường Lê Hồng Phong với đường Hùng Vương ha, đi thẳng qua bên kia là đường An Nhân Vương, Nguyễn Trãi và đường Trần Hưng Đạo nha cô chú anh chị. Bên phía bên đây là phường 2 quận 10, bên đây là phường 1 quận 10 ha. Hôm nay Vũ Hồng sẽ giới thiệu đến cô chú anh chị và bạn một căn nhà ở mặt tiền đường Hồ Thị Kỷ, căn gốc hai mặt tiền luôn nha. Mình đi từ vị trí đường Lê Hồng Phong đi vào ha cô chú anh chị. Lê Hồng Phong mình đi vào nha. Chia cô chú anh chị. Ở phía trước đây là chợ Lê Hồng Phong nè. Chồng rửa vợ ngồi ăn cũng bơi. Rồi. Đây chợ Campuchia đúng không anh? Đúng rồi. Chợ Campuchia nha cô chú anh chị. Đây chợ đây ha cô chú anh chị. Cô quá trời luôn. Chợ này gọi là chợ Campuchia, mua bán những cái đồ của Campuchia nhiều. Rồi ngay đây có chợ đêm phường 1 quận 10 luôn. Và căn nhà hôm nay Vũ Hồng giới thiệu đến cô chú chị bạn là nhà này nè. Góc hẻm 3053 đường Trần Bình Trọng và số 62 đường Hồ Thị Kỷ ha. Hướng này là mình đi ra ngoài, hướng này mình đi về phía đường Lý Thái Tổ nè. Đây nhà văn hóa phường á. Đó căn nhà này ha. Nhà này nghe cô chú anh chị. Đó nhà này. Đó hai mặt tiền luôn ha. Bên kia 4m3, sâu vô là 6m3, nở hậu qua bên phải có mặt hẻm bên đây luôn. Mặt hẻm bên đây nữa là hẻm 53 đường Hồ ở đường Trần Bình Trọng ha. Mình đi thẳng dưới rẽ phải là đường Trần Bình Trọng nha. Và ngay hàng cây cao đó là nhà khách chính phủ ha. Cái khu đó mình muốn mở sát bên đó có một cái trung tâm thương mại. Còn hướng này là mình đi ra đường Hùng Vương nè cô chú anh chị. Phường 4, quận 5 ha. Ở đây giáp ranh với phường 1, quận 10, phường 4, quận 5, quận 3 và quận 1 gần ngã sao, gần dòng xây Cộng Hòa luôn ha cô chú anh chị. Gần dòng xây Cộng Hòa luôn nha. Rồi mời cô chú anh chị bạn vào bên trong để xem nhà nha. Nếu như mà mình có nhu cầu đi xem thì kết nói với Vũ Hồng qua số Zalo 0963101010. Vũ Hồng gửi sổ cho xem trước nha cô chú anh chị. Nhà sổ sách hoàn công đầy đủ, một trệt một lửng với ba lầu luôn ha. Và căn nhà của mình là căn nhà này cô chú anh chị. Căn nhà mình đó, nằm từ vị trí bên đó, nó từ cái phía cái chỗ cái bông giấy đó cô chú anh chị, qua hết bên đây nè, qua đến bên đây nè. Đến vị trí bên đó đó cô chú anh chị. Nhà mình thì nở hậu phía sau nha. Chiều ngang là 4m3 và chiều dài là 6m2. Nở hậu là 6m1 ha. Nở hậu về phía bên tay phải. Hẻm này là hẻm đường Lê, đường Trần Bình Trọng nha cô chú anh chị. Trần Bình Trọng ha. Bên kia là nhà khách chính phủ. Mình nói là con hẻm nhưng nó cũng là một cái đường nhựa lớn ha cô chú anh chị.
nếu đây là lần đầu tiên mình xem kênh thì mình giúp chú Hồng đăng ký kênh. Còn nếu như mình đã nhiều lần xem kênh rồi thì hãy chia sẻ cái video này cho bạn bè, người thân của mình, những người đang có nhu cầu tìm mua bất động sản để giúp họ mua được nhà và giúp chủ nhà bán được nhà nha. Căn nhà này chủ nhà đang chưa bán với mức giá là dưới 8 tỷ hả cô chú anh chị? Dưới 8 tỷ nha. Giá cả thì còn thương lượng trực tiếp với chủ nhà. Cô chú anh chị bạn nào quan tâm đến bất động sản này thì mình liên lạc với Vũ Hồng ha. Để mình đi xem nhà nha. Mình có thể đi vào bằng đường Lê Hồng Phong, đi ngang qua chợ Lê Hồng Phong hay còn gọi là chợ Campuchia. Ở đây buổi tối có chợ đêm, chợ ẩm thực phường 1, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Hoặc mình có thể đi vào đường Trần Bình Trọng luôn ha. Nhà mình một mặt tiền bên đây nè. Đây ra mặt tiền ngoài đường Hùng Vương thì khoảng chừng 70 mét đó cô chú anh chị. Ở nhà mình một mặt bên đây ha. Một mặt bên đây nè. Còn một mặt bên kia. Rồi mình vào trong để mình xem nhà nha cô chú anh chị. Mời cô chú anh chị bạn vào trong để mình xem nhà hả cô chú anh chị. Đang cho thuê buôn bán nên nó có hơi bề bộn chút xíu, cô chú anh chị bạn thông cảm ha. Nhà vị trí vàng, vị trí kinh doanh hả cô chú anh chị. Hiện tại thì nền nhà mình đang cao hơn mặt đường là khoảng 3 tấc ha cô chú anh chị. Đường cao ráo sạch sẽ không ngập nước, khu buôn bán sầm uất thuộc thị trấn Tứ, ngay chợ trung tâm của khu phố bán hoa, phố Hồ Thị Kỷ ha. Chiều ngang ở đây là 4m3 và chiều sâu vô là 6m3 và chiều ngang đây qua đây là 6m2 nở hậu qua đây. Bên đây là hẻm hông của đường thuộc đường Trần Bình Trọng nha. Đó, nói là hẻm hông nhưng mà thật sự là con đường lớn á cô chú anh chị. Đó, đường lớn nha, thông qua đây là đường Trần Bình Trọng, ngay nhà sách chính phủ luôn. Mời cô chú anh chị và các bạn lên trên lầu với chú Hồng ha. Căn nhà này chủ nhà đang kêu bán giá dưới 8 tỷ ha cô chú anh chị. Cô chú anh chị bạn nào quan tâm thì liên lạc với Vũ Hồng qua số điện thoại 0933 797979. Khu nguyên đất của mình đang sở hữu ở đây là 32m nha cô chú anh chị. Cầu thang tay vịn bằng gỗ, mặt đi bằng đá hoa cương và tay vịn bằng mặt bên bằng sắt ha. Ở đây chủ nhà có làm thêm một cái lửng nè ha. Ở đây chủ nhà có làm thêm cái lửng để chứa đồ ha, do mình kinh doanh buôn bán để rất là nhiều đồ. Nên chủ nhà có đổ thêm một cái lửng nha, đổ bê tông cốt thép luôn nha. Cái lửng này cao khoảng 1,5m ha cô chú anh chị. Khoảng 1,5m ha. Đó, để đồ nha, nó khoảng 1,5m nha. Ở nhà mình vòng từ đây nè, qua đây nè, vòng qua đây nè. Nó vòng qua đây luôn ha. Qua đây, mình đi lối đi này nè, cũng được luôn ha. Đó, đi lối đi này. Cầu thang thì đúc bê tông cốt thép rất chắc nha cô chú anh chị. Và đây là lầu 1 của nhà mình đây. Đây lầu 1 ha. Đây là lầu 1, chỗ để máy giặt, nhà vệ sinh. Đây nhìn xuống đường nè ha. Cái này là hẻm hông của đường Trần Bình Trọng nha cô chú anh chị. Hẻm hông của đường Trần Bình Trọng ha. Bên đây có một cái phòng. Để cho Hồng vô trong cho chú anh chị bạn xem. Phòng nữa nè ha. Phòng lầu 1 rồi. Phòng này dưới ở trên y chang nhau đúc thiệt luôn. Ở đây chủ nhà có làm một cái
Rồng rọc để kéo đồ lên này ha. Bên đây có một phòng nè. Nãy dưới phòng dưới là mình quay không được ha. Đây có một phòng nha. Có ban công nè, ban công để mình để đồ. Ở nhà thì kinh doanh buôn bán nên nó hơi bề bộn chút, hay cô chú anh chị mà thông cảm nha. Đây ở dưới đường nè ha. Đây ở dưới đường này ha, bên đây là chợ hoa. Hẻm này thông qua đường Lê Hồng Phong luôn nha cô chú anh chị. Nói con hẻm là con đường lớn á. À, bên đây rồi, mời cô chú chị bạn xem tiếp cái phòng thứ hai ha. Phòng thứ hai không gây, đây là cái phòng này là mình xem như là phòng thứ cái phòng thứ năm rồi cô chú chị, phòng thứ năm của căn nhà này rồi đó. Đây hẻm đường Trần Bình Trọng nè. Bên này đi thẳng bên kia là chợ Campuchia, chợ Lê Hồng Phong. Rồi mình lên trên lầu 3 ha cô chú anh chị. Lầu 3 đây. Đây có một khoảng trống để làm phòng thờ. Và đây là cái sân trước của nhà mình. Sân trước của nhà mình ha. Cô chú anh chị bạn đang theo dõi Vũ Hồng review căn nhà ở mặt tiền đường Hồ Thị Kỷ, căn gốc ha. Lỗi quay trên thôi, không quay dưới. À đây là cái phòng cuối cùng nha cô chú anh chị, phòng cuối cùng ha. Và đây là cái cửa sổ nhà mình mở ra bên phía bên hông nè. Đó bên hông nhà mình đây ha. Cái hướng này là hướng ra đưa chợ chợ Lê Hồng Phong, chợ Campuchia, và hướng này là đi ra đường Hùng Vương, còn mình rẽ trái là mình ra đường Trần Bình Trọng hả cô chú anh chị. Ở đây thuộc phường 1 quận 10 thành phố Hồ Chí Minh, bên kia là phường 2 quận 10, và bên kia đường Hùng Vương là đường phường 4 quận 5. Và nếu mình đi ngược về dòng xoay Cộng Hòa, ngã 6 Cộng Hòa thì sẽ là quận 1 và quận 3 ha. Đây đoạn giữa của đường Hồ Thị Kỷ. Đường Hồ Thị Kỷ một đoạn là đường Lý Thái Tổ, một đoạn là đầu đường là Hùng Vương nha. Song song với đường Lê Hồng Phong ha. Và Vũ Hồng xin nhắc lại thông tin của căn nhà này nha. Nhà mình địa chỉ số 62 đường Hồ Thị Kỷ, nằm vị trí gốc một mặt hẻm lớn của đường Trần Bình Trọng và mặt tiền đường Hồ Thị Kỷ, khu vực buôn bán hoa cực kỳ sầm uất của quận 10 nói riêng và của thành phố Hồ Chí Minh nói chung. Và căn nhà mình có kích thước ngang là chiều ngang của nhà mình á là 4m3 và chiều sâu vào á và xa là 6m3 và nở hậu là 6m2. Nhà mình nằm ở vị trí góc hai mặt hẻm, mặt đường hai mặt tiền đường, một mặt á là hướng đông nam là quay về hướng hẻm đường Trần Bình Trọng và một mặt á là quay về đường Hồ Thị Kỷ, khu vực buôn bán hoa. Và nhà mình tổng cộng là có 6 phòng, 3 nhà vệ sinh. Và căn nhà mình á là chủ nhà đang kêu bán với mức giá là dưới 7 tỷ. Cụ thể là
Ồ, dưới 8 tỷ, cụ thể là 7 tỷ 990 triệu ha. Cô chú anh chị bạn nào quan tâm thì liên lạc Vũ Hồng. 7 tỷ 990 triệu nha cô chú anh chị. Quan tâm thì liên lạc với Vũ Hồng qua số điện thoại 0933 79 79 79. Kênh YouTube Nhà Đất Xà Thành ha. Vũ Hồng sẽ trực tiếp dẫn cô chú chị bạn đi xem nhà. Xong sau đó mình gặp chủ nhà để mình làm việc thêm về giá cả nha. Nếu đây là lần đầu tiên mình xem kênh thì mình giúp Vũ Hồng đăng ký kênh. Còn nếu mình đã nhiều lần xem rồi thì mình hãy chia sẻ video này cho bạn bè người thân của mình, những người đang có nhu cầu tìm mua bất động sản để giúp họ mua được nhà và giúp chủ nhà bán được nhà ha. À, lửng 2 phòng, lầu 1 2 phòng, lầu 2 2 phòng và lầu 3 sân thượng thêm 1 phòng, tổng cộng là 7 phòng ha, dưới trệt để kinh doanh nha, đang cho thuê. Rồi Vũ Hồng xin chào ha. Review ra ngoài và kết thúc video ha. Xin chào và xin hẹn gặp lại ở những video review nhà lần sau nha. Okay.